Nhà xây phía trước 3 tầng, phía sau 5 tầng. Diện tích mặt bằng 58m2. Mặt tiền quay về hướng bắc. Lô góc hai mặt thoáng. Nằm trên trục đường chính rộng. Vỉa hè nội bộ hai bên với nhiều cây xanh. Không gian xung quanh thoáng mát. Ngay gần chân cầu Lạc Long, đối diện là nhà hàng Gia Viên. Khu dân cư sầm uất, tấp nập, giao thông thuận tiện, phù hợp cho việc mở văn phòng hoặc kinh doanh, buôn bán. Hiện tại nhà đang kinh doanh với lượng khách rất đông và ổn định. Một trong những quán nước ép sinh tố nổi tiếng Hải Phòng. Quý khách có thể mua ở và kinh doanh luôn mặt hàng hiện tại. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ chính chủ, chú Vịnh, số điện thoại 0903 232 941. Xin cảm ơn quý khách.